Alo. Alo. Xin chào anh em. Mà chúng ta đến với một series mới, kết thúc series Mao lên 2 La Mã với cả Đại Hán. Thì hôm nay chúng ta sang một campaign mới, Đại Chiến Xích Bích, bối cảnh năm 2007 khi mà Tào Tháo đang mang quân Nam Hạ. Lúc này thì Lưu Bị vẫn còn đang ở Tân Giã. Rồi, tiếp tục là một series nhập vai. Chào Đăng. Môn này chơi rồi, đúng là môn này chơi rồi nhưng mà chơi chưa hết. Đấy, cái nhất, cái thứ hai là tôi làm series này để chơi đến phá đảo để tôi còn làm video. Nên là chúng ta vẫn sẽ cứ chơi. Không biết ông nhớ Tam Nhân này không? Không, ông đổi tên là ai mà biết được. Có một 3 triệu đấy, bớt 3 triệu có từ đời Tam Hoánh nào rồi mà. Nhưng mà game mà chơi 3 triệu thì không hay, bởi vì nó xa điểm nóng này, chỉ có ngồi phát triển không thì cũng không thú vị lắm. Mỹ Phương, Mỹ Trúc đều là những trọng thần của gì nhỉ? Từ Châu. Đâu, tôi bảo chơi ngang ngố không nào. Ông nhét chữ à? 3 triệu một phe riêng. Thì bình thường mình chơi chữ nhất thì mình cũng tạo được 3 triệu phe riêng mà. Có gì đâu. Đổi tên là xong. Nó lại chơi sinh nhất của cái game này không hay, bởi vì nó xa điểm nóng lắm. Toàn chơi kiểu tự kỷ ở trên góc này. Trong góc này. Cho Mi Phu Nhân là mà người ghế vị, bởi vì Mi Phu Nhân cộng rất nhiều cái độ hài lòng. Nó rất phù hợp. Rồi, ta thương Lưu Biểu. Bây giờ chúng ta sẽ rút về Thục. Nhưng mà đường về Thục thì hơi xa. Mình đứng ở đây không khác nhìn mình là cái lá chắn cho thằng Lưu Biểu à.
Cam chia ba thiên hạ là cam gì? Chào nhân. Giờ chúng ta sẽ nhập vai, nhưng mà tôi đang tính là nhập vai như nào. Có mà chúng ta sẽ chơi kiểu nhập vai mới mẻ hơn, đó là chơi nhập vai bầu cử. Thế là nhân vật, một nhân vật thì tôi sẽ cho 2 đến 3 người lên kênh chat để anh em mình bầu. Cho anh em mình bầu đó. Cho nó có tí đổi mới nhỉ. Nhưng trước hết là cần tôi đang không biết là nên thủ ở đây một thời gian hay là chúng ta nên đi luôn. Đi luôn thì chúng ta sẽ phải bán lại cho Lưu Biểu. Để chúng ta rút từ vì quan rút vào. Nhưng mà tôi sợ rằng là bản mốt này bọn AI nó mạnh. Mình chui vào trong này thằng Lưu Trương nó đông quân thì tôi lại hơi bị ngợp. Nếu thủ ở đây thì câu kéo một chút tiền để mình chi trả, lấy một ân sủng để tăng thêm độ hài lòng. Nếu muốn đi luôn thì bắt buộc cũng phải để full quân rồi mới đi được. Chưa mộ lần này. Em nghĩ nên thủ Tào vài tên rồi hòa tạm, mình rút vào thục sau. Ngoạn làm thí sinh. Quách gia chết. Rồi, ngũ hổ tướng ra đây. Chỗ này mới là chỗ của các bạn.
Xây dựng thì chắc cũng không xây dựng gì ở đây đâu. Cần hết tiền. Lúc này thì Lưu Biểu theo mình, nhưng mà thì Lưu Biểu nó tuy mình là Lưu Biểu đồng minh, nhưng mà Lưu Biểu nó không đánh cùng kẻ thù với mình, mà muốn đánh phải có một tí ấy cơ. Chưa đi ngay được, bởi vì bắt buộc thì tôi cũng phải có một đạo phun, chứ không tôi không có một đạo phun tôi đi vào đất của Lưu Trương thì cũng hơi căng. Lần thứ hai tới nhà cỏ, bàng thống đã đến được à? Kỹ năng hồi chiêu quân đội của mình là hơi thấp, cần up cái nhánh 10% hồi quân này, 10 tinh nữa. Bảo cụ Giang Sơn, đang tiến tiến. Chúng ta cố gắng chiếm một số thành, sau đó mình đem đi bán lấy tiền. Cái Nam Dương Tân Giã này nó rất dễ bị đánh, bởi vì mình không nhìn được ở Nhữ Nam Bình Dư. Thì từ Nhữ Nam Bình Dư, nếu thằng Tào Nhân nó đánh vào Tân Giã thì mình sẽ không kịp làm gì. Nhưng mà nếu mà nó từ Nhữ Nam Bình Dư nó đánh xuống Hoa Dung Nam Quận này thì mình vẫn có thể nhìn thấy được, bởi vì không thể nào một lượt nó có thể đánh vào ngay được. Nên mình có thể thấy quân nó, mình có thể bán Nam Quận đi được. Nhưng mà Tân Giã thì lại là câu chuyện khác. Tân Giã thì nó có thể một tân nó có thể tiến thẳng tới Tân Giã được, bởi vì Tân Giã đường đi nó rất là thuận tiện. Thế nên là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ bán Tân Giã cho Lưu Biểu. Tôi bán Tân Giã trước cho Lưu Biểu đi, để đề phòng mà chẳng may là thằng
Thằng tạo nhân nó đánh thì Hiểu. mình còn kịp bán, mình còn kịp 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 bán trước, chứ nếu không nó đánh thì mình lại không bán được, không kịp bán thì lại dở. Chúng ta sẽ lấy tiền theo tân đấy, bọn nó rất nhiều tiền. Như vậy chúng ta sẽ được 13.000 tiền. Nếu đủ 10 tân, nếu đủ 10 tân thì chúng ta sẽ có 13.000 tiền. Và chúng ta bán cái thành Chủ này gia đi. khang khái đa phong, tại thị sẽ qua. Để lấy một khoản chi phí để chúng ta còn để lính, vì bắt buộc tôi phải có một đạo full. Tôi chiếm Nam Dương sau tôi bán lại cho Lưu Biểu cũng được. Nó vẫn thuận cả đôi đường. Ngoài ra có gì hot không? Trương Lỗ là ở Hán Trung. Lúc đầu thì hòa với Trương Lỗ nó cũng là một cái lợi cho mình. Lúc đầu hòa với Trương Lỗ nó cũng là một cái điểm lợi. Đó, qua lượt. Cái bên này tôi để tướng chết già, tướng có tuổi và tướng có thể có khả năng chết già, chờ cho nó kế thừa cho Tu Bi. Trừ trừ hai độ trung thành của ai chứ, trừ của Quan Vũ thì quá sai lầm rồi. Trừ của Quan Vũ thì nó là một kiểu gì thế, quá sai lầm rồi. Trừ đến Tết. Định loạn an民. Không tới. Chúng ta bị một cái cast. Nó tới tặng Lưu Bị này. Úi giời, ông Lưu Bị này. Tới mới nhục tồi chứ. Chưa hấp gì cả, bây giờ chúng ta sẽ bán cái này thôi. Ngoại giao không nên ký bừa, sau sẽ mất uy tín. Chính chinh, bạn ơi. Hoàng tổ có thể thống nhất được với mình đấy. Vì là bài sinh. Ngon. Chúng ta có thể sát nhập hoàng tổ vào phe mình. Quá hợp lý. Xóa đạo hoàng tổ đi.
Rồi chúng ta có hai miếng đất ở đây. Giang Hạ. Khá ngon. Liệu có ai đại gia ở đây không? Giang Hạ giáp Chu Du. Chu Du có tiền không? Chu Du tiền không nhiều. Nhưng mà không giáp Tôn Quyền. Tôn Quyền nhiều tiền nhưng không giáp Tôn Quyền. Hồng Tử Yuan Phong lại, y ngoại chi xi. Trương Phi lấy Tôn Nhân cho miếng đất. Không cho được. Không giáp. Không giáp. Nhầm vai tôi thấy anh em vẻ không hào hứng lắm. Nam quận này bán cho ai? Chu Du thì không có tiền. Nghèo. Tôn Quyền giàu nhưng lại không giáp danh. Giang Hạ này mình dỡ bỏ công trình đi thì nó cũng bị trừ tiền, cứ để lại bán được giá cao. Thế bán cho Trương Liêu được không? Trương Liêu nhiều tiền không? Trương Liêu cũng không nhiều tiền lắm đâu. Phương khả thành tựu vĩ nghiệp. Không nhiều tiền, Trương Liễu không nhiều quyền. Đấy, căng nhỉ. Ở đây thì đại gia chắc chỉ có Lưu Biểu. Thế thì như thế này. Thế thì như thế này. Tôi sẽ để Lưu Biểu, tôi sẽ đổi cho Lưu Biểu hai tỉnh Giang Hạ này, đổi lấy điều kiện là Lưu Biểu giúp tôi đánh Tào Tháo. Giúp tôi đánh Tào Tháo. Trước mắt là Tào Nhân âm 35. Âm 37. Thế nếu mà đổi lấy một sự hòa bình với Tào Tháo thì sao? Không đàm phán được với Tào Tháo à? Nhi rô xin hoài thiên xa, rú cử đạo yê hợ xoan. Không hòa bình ạ. Khó. Thế chỉ có Lưu Biểu thôi, nhưng mà Lưu Biểu thì có vẻ là giá hơi cao. Âm 37 là cũng hơi cao. Âm 35 này cũng hơi cao, sợ hai cái thành Giang Hạ này nó không ăn thua. Nếu mà muốn cho Giang Hạ thì phải cho Hoa Dung trước. Nhưng mà cho từng cái một. Cho từng cái một thì cũng hơi thốn đấy. Cho từng cái một cũng hơi thốn đấy. Chúng ta không thể, bởi vì nó chỉ giáp danh với một lãnh thổ. Game này bạn đào vậy? Game này tôi mua. Tôi mua bản quyền trên Steam chứ tôi không đao. Crack. Đao crack thì tôi không rõ lắm.
nhân xui. Còn tôi chơi với bản quyền mà. Giang Hạ không biết bán cho ai bây giờ, nên chúng ta cứ qua lượt đã. Hy vọng chúng ta sẽ không mất đất. Chúng ta cố gắng câu kéo cái đoạn này một chút để chúng ta có ít đường lộ phí để về thục. Đấy, thằng Tào Nhân nó đang ở chỗ đấy, mình nhìn thấy nó rồi. Nhưng mà cái thành Giang Hạ này bán rất khó, bán không dễ. Đại gia ở đây, Tư Mã Ý, như vậy Tư Mã Ý xuất hiện ở bên phe Tào Tháo rồi. Rồi, và Ngọa Long Tiên Sinh xuất hiện. Chúng ta, cái Ngọa Long Tiên Sinh ra các lượng đến là nó phải có cái quét là từ thứ cho từ thứ đi thì ra các lượng mới xuất hiện. Thì tôi cho từ thứ đi rồi, thì ra các lượng chúng ta mới xuất hiện. Đi ra Quạt Long. Xa xa tôi thấy Hàn Hiến Đế kìa. Xin hoài đại ý, trận vũ vô sân. Ở trị thị thành, đi sử trí rư y yên sử. Đánh thêm một tí nữa là chúng ta cứu được Hàn Hiến Đế này. Có cứu được không? Xong rồi để cho Hàn Hiến Đế. Xong rồi nhập vai vào Hàn Hiến Đế. Hàn Hiến Đế lúc này đã trưởng thành chứ nhỉ? Ông nào có nhớ Hàn Hiến Đế trưởng thành năm bao nhiêu tuổi không? Rồi Tào Nhân ở rất áp sát rất gần đây. Làm sao nhỉ? À không, tôi muốn mỗi một đạo quân của tôi sẽ có một tướng xịn trong quân đoàn, bởi vì sau này chúng ta sẽ đánh một chiến trường rất là rộng, nên là để hết tướng xịn vào trong một đạo thì không cần thiết lắm. Mỗi một đạo này tôi sẽ để một tướng xịn ở trong này, nó sẽ hợp lý hơn. Bây giờ tôi đang tính toán cái đoạn là ba cái thành ở đây, ba cái tỉnh ở đây, chúng ta làm thế nào để sao đó tối ưu cái lượng tiền của chúng ta nhất. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chắc chỉ có bán cho Lưu Biểu thôi. Chắc chỉ bán cho Lưu Biểu thôi chứ còn không có cách nào cả. Ở đây tạo thêm quân. Cầu đá. Đấy. Thành Dĩnh Xuyên, Hứa Xương có 1.500 quân. Hai tên chúng ta mới tới. Nếu đánh được ở Dĩnh Xuyên thì chúng ta sẽ cứu được Hán Đế về với Nam Huyện, Nam Dương Uyển Huyện. Xong rồi mình phải thủ Nam Dương Uyển Huyện đến chết, sau đó mình mới rút về thuộc thục. Sau đó mình mới rút về thục. Đánh Dĩnh Xuyên rồi đánh vào Trần Quận. Nhưng mà tốc độ hồi quân của Lưu Bị thấp quá. Lưu Bị chưa mắc cái này. À có thể reset, fuck. Thế mà mình không để ý. Đó, với việc reset như thế thì tốc độ hồi sẽ lên được một chút. Vì up được một cái pơ đấy, nó sẽ là ngon hơn. Chào Nguyễn Nguyễn.
không có thằng nào giàu nhỉ, phí phạm ba cái tỉnh này quá. Thế thì bắt buộc phải bán cho Lưu Biểu thôi. Tôn Quyền lại không giáp mới đen nhé. Chu Du cao à, Chu Du nhiều tiền. Không ăn thua. Không thua, bán cho Lưu Biểu thôi. Lưu Biểu giàu nhất, Lưu Biểu ý là còn 14.000 tiền. Nhưng mà bán cho Lưu Biểu thì lại... Phải bán cái này, mà bán cái này chúng ta sẽ bị thụt... lương thực. Lưu Biểu mỗi lượt là 7.000 tiền cơ mà. Sáu nghìn. Cái kia 500 mà 5.000 hơn là cái theo lượt kia. 6.000 tiền. 6.500 cho cái mảnh ruộng này. Thế thì tôi sợ rằng là Lưu Biểu không còn tiền để mua Tây Lăng đâu. Chết trở. Tôi sợ rằng là Lưu Biểu không còn tiền mua Tây Lăng. Và nếu mà cố bán cho Lưu Biểu chúng ta sẽ bị bán lỗ. Đạo của Tào Nhân này chắc chắn không thể công được tây chỗ này. Ít nhất là chỉ vây thôi. Hoặc là nó vòng sang để nó đánh. Nhưng mà đây hành quân gấp nó mới chạm vào chỗ này thì chưa thể chạm ngay ở lượt sau. Đại quân Lưu Bị 900 quân nhưng mà tận 3.000 tiền. Tôi đang không biết thằng Tào Nhân nó định làm gì. Bán Hoa Dung chúng ta sẽ bị thọt. À không, chưa thọt được, cho thiệt được. Chúng ta vẫn còn một mỏ ruộng ở đây mà. Nên Hoa Dung chưa thể thọt lương thực được đâu. Mà tên này thì chắc chắn là nó chưa thể làm gì được Giang Hạ. Nhưng mà không, tôi không nhớ rằng là khi mà nó vây một cái thành to này thì mình có bán được cái thành to không nhỉ? Lúc đang bị vây tôi không nhớ lắm, hình như là không được. Hành quân thường chắc chắn là nó không thể tới đây được rồi. Nên nó chỉ có thể đi quay như thôi. Nên là ít nhất là hai cái thành Hoa Dung nó sẽ được yên bình. Tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Nên là tôi nghĩ là có thể qua được luôn. Chúng ta còn một slot gì đây? Slot chắc ngũ hổ tướng rồi. Chắc là qua được luôn. Theo tính toán của tôi thì nó không vào được. Chúng ta có lượt thôi. Cứ đợi xem nào. Xem diễn biến hòa bình nó như nào. Vây. Như vậy là nó vây Tây Lăng. Bắc quân nằm trong tay của Tào Tháo rồi. Tào Tháo đã có Bắc quân hỗ trợ, cũng đúng thôi. Cả một Hà Bắc nằm trong tay nó mà. Đây tôi có 1.500 quân. Ôi trời ơi, tôi chết rồi.
Phu cấm về đây rồi. Thế thì không cứu được hai anh đấy đâu. Chúng ta tính toán bán đi thôi. Chu Du đâu rồi? Miêu à? Thì xem là liệu có bán được không thôi. Tôi là không bán được. Dở nha. Nó vây thành. Ồ, hòa được. Ôi trời ơi. Thằng này, đối với những cái thằng như này thì chúng ta cứ lấy tiền luôn. Lấy tiền luôn thôi. Lấy theo lượt nguy hiểm lắm. Mình xin. Xin. Té rồi. Chắc mình đến lúc té rồi. Lưu Phong trưởng thành, Trương Bào trưởng thành. Chúng ta sẽ rút từ quỷ quan vào. Rồi, Lưu Biểu 23.000 tiền, cũng rất nhiều tiền. Hoan nghênh, xin chào. Bán hoa dung cho nó đi. Lấy tiền theo lượt. Không được. Chỉ được một lần lấy tiền theo lượt thôi. Còn cái này phải bắt buộc lấy tiền theo ấy rồi. Liệu được 10.000 tiền không? Không được. 7.000 tiền. 7.000 tiền cho hoa dung tương đương là 740 vàng mỗi lượt. Tương đương là 740 vàng mỗi lượt cho hoa dung. Chúng ta đang có hiệp định theo từng lượt đây rồi. Nên chúng ta không thể phá được. Bán hoa dung đi thì chúng ta sẽ theo được 7.000 tiền.
cũng được, nên bán, bởi vì nó sẽ bán xong Hoa Dôm thì nó sẽ áp sát Tây Lăng, thì chẳng may Tây Lăng có vấn đề gì chúng ta có thể sang nhượng ngay cho Lưu Biểu được, ký chuyển nhượng ngay lập tức được, chứ còn không thì mẹ sợ qua chỗ này nó lại khó. Có vấn đề gì ấy, ký sang tay luôn. Rồi. Chỗ Uyển Huyện này là kinh đô nên không bán được. Nếu mà rời đô sang bên, thật ra nếu mà rời đô xuống Tây Lăng thì đẹp, nhưng mà rời đô mất mẹ mất 4.000 tiền, không hợp lý. 5.000 tiền. Hơi đắt. Rồi đâu xong rồi tôi bán Nam Dương cho Lưu Biểu thì đẹp, bởi vì cái thành Nam Dương Lương Huyện này là chắc chắn là không bán được cho ai. À, nó bán được cho Tào Nhân. Bán được cho Tào Nhân mà. Thằng này một tuần thì nó không thể nào tới ngay được Nam Dương được. Check giá trước cho Tào Nhân xem là Tào Nhân mua mảnh này được bao tiền. Chuyển nhượng cho Tào Nhân. Nhà có công chuyện. Chuyển chỗ làm. Nên là để lại đất. Đấy, nên có miếng đất để lại cho anh em. Em biết anh em mà mua bán thế nào. Úi dồi, Tào Nhân nghèo, nghèo chết mẹ luôn. Thế thì đổi có cái gì lấy cái đấy vậy. Áo này cũng ngon. Một cái áo này mẹ bằng ấy cả. Một cái áo này tận 10 điểm cơ. Giá trị tùy tùng hoặc vật phẩm là 6.7 trừ 4 với quan điểm. Quan điểm thằng này với mình thấp, thế là nó bị tăng giá cái món đồ này lên. Chuyển 4. Nên không? Anh em nghĩ sao? Ok. Thế mày thích nhập vai thằng nào? Trường Phi nhá. Trương Việt. Hành động nhanh đi. Đúng rồi, Tào Nhân chính là anh em, là em trai của Tào Tháo đấy. Phó chiến. Này, Trương Triệu Cường. Quan Trung. Gia Cát Lượng. Họ Gia Cát. Gia Cát Thịnh. Okay. Xin Lưu Phong. Lưu Thúy. Để tôi về thành á, bởi vì đứng ở đây tôi vẫn đang đứng ở trên đất của Lương Huyện, chưa vẫn đang hồi quân. Tuần sau tôi sẽ chắc phải sang tay cho thằng này miếng đất thôi. Chứ không biết bán cho ai. Còn không để đấy thì thằng Vu Cấm nó đến nó chiếm thì mình cũng mất thôi, chả tội gì. Còn cái tôi đang lo là hai cái mảnh ở đây nó sẽ bán khó này. Không thằng nào đủ năng lực để mua được hai mảnh ở đây của tôi. Ngoài Lưu Biểu. Nên bán dần cho Lưu Biểu thôi.
Nhưng mà bán cho Lưu Biểu thì cái chỗ Giang Hạ Tây Dương này cũng hơi lăn tăn, bởi vì chỗ này là cái mỏ lương thực, chúng ta cần nó để giữ tiếp tế. Rồi cứ qua lượt đây, tuần này chỉ đến thế thôi. Lúc này là trận bối cảnh xích bích là Tào Tháo vừa diệt xong Viên Thiệu, khí thế ngút trời, thế là mang quân xuống đánh Tôn Lưu. Có xài mốt gì không? Xài nhiều chứ, xài nhiều đấy. Ok, thế lực tăng cấp lên bá tước. Một nấc quân đội này sẽ tăng 5 độ hài lòng. Một nấc công vụ. Tiếp tục nhanh này để lấy 10% hồi quân, rất quan trọng, một pơ phải có, không có không được. Gồm những mốt thì không nhớ. Bao nhiêu mốt làm sao mà nhớ được. Chủ đạo là mốt chibi. Thế thôi. Mất dầm nhìn đi que. Mốt phiên hóa à? Chủ đạo là 3 mốt này. 3 mốt. Đúng rồi. Rồi Thái Quý này. Ngô Hổ Tướng Quang Trung làm rồi. Thế thôi. Thái Quý cho... Từ không tung công cho giặc Hùng. Mi Phương thì sao? Mi Phương Thái Tử Thừa bỏ đi. À, cảm ơn Nguyễn Hải Châu. Thái Úy. Slot Thái Úy này nó sẽ hợp với một tướng đỏ. Nên trong các tướng đỏ của tôi thì chắc cho Lưu Thúy. Nhưng mà Lưu Thúy thì độ hài lòng nó cũng cao rồi. Ai đó độ hài lòng chưa cao như kiểu Quan Bình. Để tăng thêm thiện cảm luôn. Thì nó hợp lý hơn. Thái Thú có thể cho Liên Mốt chưa có. Chưa chụp. Được. Tối chơi xong thì up lên Discord nhóm sau. Link Discord ở trong mô tả video. Rồi. Chưa thấy có cái gì đây nhưng mà thôi cứ sang
sang cho thằng Táo Nhân nữa không? Chẳng may thằng Táo Nhân nó tuyên chiến với mình cái thì cũng dở. Cái mảnh ở đây thì cũng khỉ ho cò gáy thôi. Nó sang tên luôn cho Táo Nhân. Mình chiếm của nó xong rồi mình ấy lại. Không chấm mà thôi, sang tên lấy cái giáp nữa được. Rồi, chúng ta đi từ quỷ quan đi vào đất thục, đúng con đường của Gia Cát Lượng bằng thống vạch ra. Giang Hạ có thể bán được rồi. Nhưng mà tôi đợi Lưu Biểu hết cái tuần này, hơi khó. Tây Lăng bán cho lại được bao tiền? 10.000 à? Thay còn 10.000 à? 8.000 đi, rẻ quá. Lưu Biểu phải tiêu tiền đi, còn gần hết tiền rồi kìa. Thôi rồi, được. Cam tới Vic nhé ông. Ok. Nhưng mà Vic thì nó lại sắp update. Dạ chứ muốn chơi vội. Vic tháng 4 này như nó update bản mới rồi. Nên đợi update xong rồi chơi. Tôi cũng nói rồi mà. Tôi cũng nói từ mấy game trước là Vic sẽ update một big update ở trong tháng 4 mà. Tại update xong mới chơi mà. Nhân nhưng mà chơi Vic ghét một cái là nó tối ưu kém quá. Chơi đoạn đầu thì ok nhưng mà châu thị trừ 5% mờ cân, viên thượng bị diệt, một người tiếng tăm lừng lẫy được chiêu mộ Ngụy Diện. Cho tao xin một vài tôi không chọn đi. Đợi úp thì chơi chứ còn chơi trước làm gì. Tào Tháo đang đánh nhau với ai đây? Lưu Bị, Trương Mãnh. Bọn này nó cứ kiểu vẻ hòa hoãn với nhau ấy nhỉ. Rồi bây giờ cứ dồn về. Úi giời anh Tào Phi, úi giời anh Vu Cấm. Đến nhanh chứ nhỉ. Hiệp định không xâm phạm với nhau. Được. Đã thành ý chí, thu hoạch phô phong. Khi nào có Lữ Bố? Lữ Bố chết rồi mà. Lữ Bố nó xích bích làm gì còn nữa đâu. Năm 2007 lấy đâu ra Lữ Bố? Đây đang giai đoạn xích bích rồi mà. Chào Tâm Lê. Chà, bây giờ thế thì phải dỡ bỏ sớm hơn thì đẹp. Thế này thì bọn nó vây thành thì mình bắt mình. Thái thú tôn cả.
Vậy rồi, chúng ta cũng có một đạo phun đây rồi. Không sợ. Thành này thì chúng ta không bán được, chỉ có phá thôi, phá lấy tiền, nhưng mà sợ là bị vây, là cái này bị trứng lại đúng không nhỉ? Có biết xăng tin là nó có ấy không? Hình như dỡ cái này là nó bị trứng lại. Còn nếu mà dùng tiền lừa để lấy được nửa tiền, không nhớ đó. Bị vây thì dỡ, bị mất dỡ không nhỉ? Nhưng không dỡ trong đống này tôi phải được mấy nghìn tiền đấy. Ngày dỡ được 1.400, nhưng mà lập tức thì chúng ta mất nửa tiền, còn 700. Thôi được rồi, có hơn không. Hình như là cũng bị ấy đấy, đúng như thằng Trung là tôi nhớ là cũng bị mất dỡ đấy. Có còn hơn không. Tí nào hay tí đấy. Chúng ta vẫn còn Tây Lăng, Giang Hạ. Nhưng mà tiền thì âm rồi đấy. Tiền âm rồi đấy. Lưu Biểu còn 3 lượt nữa. Và chúng ta âm cũng hòm hòm tiền đấy. Trương Bảo. Ờ, được. Đấy là vầy Huyền Huyện. Thôi chúng ta cũng kịp mẹ sang nhượng bất động sản ở đấy rồi. Giờ thì rút về thục thôi. Bye bye. Tình nghĩa. Chưa phun lính. Anh Lưu Biểu là bao tiền? 19k tiền. 2 tin nữa. 2 tin nữa là em bị mất 3k tiền. Ê chứ lại. Không xâm phạm lẫn nhau với Hàn Toại, chấp nhận. Nó cho mình 1.100 tiền, đỡ được tí. À quên đấy, đổi bên cho Tubi. Sao không bật hàng cấp? Bởi vì tôi đang hồi quân. Không thấy tôi đang hồi quân à? Tôi đã hồi full đâu. Bật hàng cấp để làm gì? Chúng ta bây giờ chúng ta cần full quân để chúng ta vào đất thục đánh nhau. Đi bật hành quân gấp. Lưu Bị hồi quân thì đã chậm thì chớ. Quan Hưng Hoàng Tổ chết già. Trương Bi. Ok luôn. Quan Hưng phun chưa? Chưa phun đâu, vẫn có dấu cộng mà chưa phun. Vẫn chưa chiếm được thành này xong à? Chiếm đâu đấy? Lữ Mông
anh Lưu Biểu nào rồi, còn một tên nữa, xong rồi bán bán cho Lưu Biểu cái Giang Hạ lấy tiền cái. 9 qua luật. Trách từ mới lút đồ ấy, tiền đâu mà tuyển. Tao phi lấy được thành rồi. Mình có dư giả tiền đâu mà đi tuyển tướng dạo đi lút đồ. Mất tiền. Mất tiền trả lương xong rồi lại có mất tiền tuyển. Lút được mấy cái món đồ vớ vẩn này. Thôi, lúc này chưa phải là lúc ra chi những cái khoản linh tinh đấy. Rồi là cái lúc tích tiền vào thục. Xây dựng cơ đồ trong đấy. Tướng của mình cũng đang rất nhiều rồi. Đồ của mình cũng ok rồi. Đồ cho các tướng cũng ok rồi. Không có thiết phải. Mẹ nó chứ. Trịnh Giang bị diệt kìa. Chẳng có gì hot cả. Đây rồi, có búp 10 trong 10 quân đây rồi. Một cái búp cực kỳ quan trọng. Một cái búp tối quan trọng giúp chúng ta đánh trận ngon lành. Và bây giờ chúng ta hồi quân full. Bật hành quân gấp và tiến vào Thượng Liêm. Rồi Lưu Biểu. Lưu Biểu còn một lượt nữa cơ. Chưa được. Vu cấm à, nó đang tràn trong chỗ kia để nó lấy mình đấy. Không được đâu sói ạ. Mình sẽ nói thông sáng bà. Không được đâu sói ạ. Anh đã tính toán hết rồi. À tôi chết mẹ rồi. Chết rồi, thủ đô nó chuyển về Tây Lăng thì bán cửa đéo gì? Ây da, ngủ rồi. Thủ đô chuyển về Tây Lăng thì bán kiểu gì đây trời? Lý Xiên Xạ Sĩ,
则莫有不忠。Âm 2,5. Mio. Chu Du. Trông mong vào Chu Du. Chu Du có nhiều tiền không? Chu Du rất nhiều tiền. Hân cao hứng gặp tổ hạ. Chu Du lại rất nhiều tiền. Cái chỗ Tây Dương này thì lại đéo giáp cơ. Cái miếng này của nó lại bọc luôn cả miếng Tây Dương bên này, nên chỉ có thằng Lô Tự và thằng Trương Liêu mua được thôi, hoặc cả thằng Tào Nhân. Thằng Lô Tự nó có tiền không? Ui dồi, Trương Liêu. Đại nguyện ni wo neng da cheng yi zhi. Càng đấy. Sợ sao lại nó tiếp giáp với sao nó lại không lấy được cái miếng này của tôi? À, chắc không có đường đi vào. Tuy là tiếp giáp đất với nhau nhưng mà nó lại bị một con núi chia cắt, nó không đi vào được thì nó cũng không mua. Thế nên là chỉ có Chu Du, chỉ có mỗi thằng Trương Liêu, thằng Lôi Tự thôi, mà đúng hai thằng nghèo. Mẹ nó, chết rồi. Trương Liêu rồi. 坐下谈谈吧。Trương Liêu chắc chắn là bán được Tây Dương cho nó này. Nhưng mà với cả Trương Phan tên vác đái 200 chỉ quá nghèo. Phương Thiên Họa Kích cũng không lỗ lắm đâu. Cũng không lỗ lắm đâu bạn ơi. Một cậu không sao, chú đã có thế thì anh cũng xin chia sẻ. Hiện tại thì nguồn thu của chúng ta bị âm nặng, chủ yếu là do chúng ta duy trì đại quân này lên tới 3.000 tiền mỗi lượt. Nó khá là nặng đô so với khoản thu của mình. Bây giờ có lẽ là bù lỗ bằng cách là cắt lỗ bằng cách là chúng ta dỡ bỏ các công trình này để chúng ta thu hồi lại tiền. Tuần sau thì thằng Tào Phi mất dạy này nó cũng chưa thể tới ngay được. Cắt lỗ. Thì chúng ta sẽ được hồi được tầm khoảng mấy nghìn tiền, đủ tiêu một thời gian nữa để chúng ta duy trì cuộc sống. À, đi đâu đây? Chắc nó thấy cái thành của mình chảy rách quá, nó không hàm hố rồi. Sao thằng này có được, có gì không có? Trương Liêu là tướng dưới trướng của Lữ Bố, là một trong những tướng thân cận nhất của Lữ Bố. Sau khi Lữ Bố bị chém đầu thì Trương Liêu mới bị Tào Tháo hàng, quy hàng Tào Tháo.
Cho nên cái việc Trương Liêu có phương thiên họa kích thì tôi thấy cũng không có gì là khó hiểu, thậm chí nó là dễ hiểu. Tuyên chiến với Lưu Trương. Lưu Trương là một con người như thế nào ta? Một thế lực như thế nào ta? Lưu Trương là một thế lực không đồng minh với ai cả. Lỡ sự. Rồi, tuyên chiến này. Có 10% hồi quân rồi nên chúng ta sẽ hồi quân nhanh thôi. Nhưng mà đang bị cái debuff trừ 5% của bọn Tào Tháo đã cắt vào người mình. Bọn khốn nạn đấy. Đây là tốc độ hồi quân 20% tròn. Quá khốn nạn. Chúng ta đang trong chiếm lên 3 quận đáng cử để chúng ta lấy lương thực nữa thì đẹp. Thành này giảm xuống là chúng ta không bị âm lương đâu. Xem nào. 14 điểm với chú dù cả. Thật luôn á? Thật luôn. Thế thì cho tớ xin ít tiền đi. Chú dù. My best friend. 3.000 tiền. 3.600. Thế cho theo từng đợt thì là bao nhiêu? Được 400 không? Ôi dạ, được 400 thì cho xin luôn. 415. 418. Ok, 418. 10 tuần là 4.000 tiền. Tôi hy vọng là tình bạn giữa tôi và Chu Du nó vẫn kéo dài được 10 lượt nữa để tôi hốt chọn 4.000 tiền này. Tôi nghĩ là được. Chứ hẳn hợp lý. Ta sẽ ký hiệp định không xâm phạm với Chu Du và thu về 400 tiền mỗi lượt. Tôn Quyền 3.4. Tôn Quyền cũng là một người uy tín. Nên tôi cũng có thể xin Tôn Quyền 500 vào. Úi 900... 1.000. Ok, 1080. Đỡ đâu đồng nào hay đồng đấy. Trần Lan, Tôn Ben không nhiều tiền, Tào Nhân cũng không nhiều tiền, Hạ Âu Nguyên, Trương Liêu, Lôi Tự, Sĩ Nhiếp, Hàn Huyên không nhiều tiền, Lưu Độ nghèo, Lưu Bảo, Kim Toàn và bên thằng nghèo thôi. Chu Du 9.9, Tôn Quyền 28k, Chu Du 3k, Tôn Quyền ký thêm một hiệp định quân sự và lấy tiền mặt, liệu được 500.000 không? Nghìn bảy chưa cần, để thêm một thời gian nữa đi. Thế là tôi cũng thu hệ giảm bớt áp lực trả nợ xuống còn 2.200. Tuần sau thì chúng ta đánh vào đây, chúng ta lấy lương thực. Chúng ta nhân tiện chưa ai đánh mình thì mình có thể làm phát sản xuất lương thực ở đây, tội gì? Chẳng tội gì cả. Đấy. Quay được. Để cho nó đỡ âm lương. Anh chơi có dùng mốt bọn anh yêu khuôn không? Có. Anh hay làm content với anh Trung về mấy bộ tập như Mạnh Hoàng To. À? Chơi game này chơi co-op nó lag. Cho tôi nghe xin lấy vợ. Thôi nhịn đi. Tiền đâu mà lấy vợ. Vợ con thì
tiền đang không đủ ăn, còn vợ với con. Ô, Thái Diễm kìa. Hot girl. Chẳng lẽ phá két tuyển Thái Diễm về? Cái nhỉ. Đấy. Lương thực lương rồi, cứ vứt đấy thôi. Thằng này bây giờ cũng kệ thôi. Người 3.000 tiền Thái Diễm. Hot girl chẳng lẽ không tuyển về. Em xin con tướng, em xin con nào. Áp lực trả tiền cho các tướng quá. Rồi, qua lượt. Âm 2.000 với 12k, tôi đi được tầm, cứ cho là co kéo thì đi được tầm 6 lượt nữa. 6 lượt di chuyển nữa. Liệu tôi có xóa được nợ cái khoản 2.000 tiền hay không? Vũ khí tinh xảo. Giản ung. Giản Bách. Xin hoài荣耀, sửa mệnh y trận. Đa lý sở tại, kiếm phong sở chỉ. Vũ thành đại nghiệp, đi tiên có lý tụ chi địa. Đa ý chi hành, sử ư nhân đồ. 29 phủ. Có cái này hồi quân. Đang là 25% hồi quân luôn. Nào. Ây, tưởng được. Đấy, chiếm được đãng cừ này rất quan trọng bởi vì nó có là mỏ lương. Chúng ta không sợ bị hết lương. Là đánh vào đây là chúng ta mất ra bao nhiêu lượt? 2 lượt. Bình định thiên hạ. Tào Tháo có vẻ không truy đuổi nữa rồi.
Còn Bình là con gái, không cho. Cho con trai thôi. Hoàng Ân là xin dẫn ông à? Chú con trai đi. Giản Ân. Trừ 20% bổn lộc nhân vật này quan trọng này. Cái này đỡ cho tôi khá khá tiền đấy. Đấy, ngay mà. Không chắc là lượt này. Bình phi ruộng ruộng. Thiên mệnh tại thứ. Đi là thế là chắc. Quan Bình à? Cứ tưởng là Quan Ngân Bình. Quan Bình đây. Quan Bách. Đấy. Quan Bách. Cho em Quan Hưng. Được. Tôn Càn. Tôn Càn. Tôn Thành. Và Quan Châu. Quan Hưng. Chiếm được chỗ này là đỡ tiền này, chỗ này nó ra tiền. Thằng đánh chúng đánh Lang Trung. Tôn Cả là đang tức giận này. Thế cho một cái chức Thái Thượng Thừa Huyện Trường Sử. Lưu Biểu đang đánh nhau với ai mà thấy mang quân đường dưới này đấy? À, cũng đánh Lưu Trường à? Ơ? À không, không đánh Lưu Trường đéo đâu. Cha đe mà. Thế không sợ xuống gạt giò mình đâu. Âm 16. Chỗ này nó cộng cho mình 170 tiền à. Cấp 4.
Có sao nó cộng nó ít thế nhỉ? Cộng 117 mà trong ở đây ghi được 400, 300 tiền mà. Hay phải đợi hồi một lúc. Vậy phải chiến ba tây. Tôi chắc chắn là không đủ tiền để duy trì một đạo quân rồi. Mình cần... ba tây. Công vụ ở đây vẫn làm. Chưa thấy quân lưu trường xuất hiện. Có mã lương hay mã tóc không xếp? Chắc là có. Ai là trời. Thiếu thốn tài nguyên, à thiếu thốn tài nguyên. Thiên thợ. Chắc là phải là xưởng công cụ này là phải. Phải có sắt hay chì gì đấy. Nó mới ra tiền được. Mình đang thiếu cái đấy. Hành quân không gấp được. Nếu nhân khí phát triển, xung đột giang hồ, sớm biết như thế, Vũ hà bị có thế một sự. Giáng cấp nó xuống cấp 3 có tiền à? À để thử. Tôi tưởng nó thiếu nguyên liệu sắt hay gì đấy nó mới ấy chứ. Mã siêu sau lưng. Rồi. Có quân của Lưu Trương. Âm kha khá tiền đấy. Xem ai có. Xem ai thiếu lương thực. Ni wo huo ke hu wei bi zhu. Bán cho nó ít lương thực thì mình lấy tiền nhé.
850, bán cho nó 7 lương thực. Đỡ đi cái khoản tiền này. Lưu Biểu thì đã không thiếu lương thực.有份提案，甚善，再会。Trương Lỗ quy phục. Quý lệnh trở, trảm. Tôn Thiền. Phóng phẫn nộ ba. Ba tay là một thành quan trọng, 4500 quân. Quất rồi. Đội cung của mình mạnh. Nên không sợ. Xin hoài nhân đức chi chứng. Cộng trọng nhân đức chi sự. Sang ba phang yong, yu ta men jue yi si zhan. Sun Zi Yun, zhi ji zhi bi, bai zhan bu dai. Xét theo lý thuyết thì chỗ này là chỗ đẹp nhất để công. Đường nó có thể đi tắt được vào đây. Cung mình đã có tung cung lửa. Hạ về trước. Đéo cháy. Cháy hai cái này, đục tường thành, đốt với cái này. Đục tường thành trước ạ. Cho chắc đã. Đốt hết chỗ này đi.
垮敌城墙，杀进城去。Toàn trượt này. Rồi trái ra, trái ra. Một cái vào đây. Một cái đốt vào đây. Cái này đi khéo thì chắc nó không cháy đâu. Thừa đạn thì bắn vào đây thôi. Còn đi khéo thì nó cũng không bắn vào chỗ mình được. Hết mấy cái chặn đường. Hãy bu yin jing shou lu. Đâu đi sư cái hoàng khẩu xiao er. Hết tên. Quán trọng bộ chuyên. Chuẩn bị phong diện. Công diện sổ. Chuẩn bị. Vũ khí dũng khí. Chóa chín. Quán trọng bộ chuyên. Quay điểm. Chú ý. Bảo bộ. Giao khoai sụ độ. À, bọn lính ngày xưa nó cứ cầm mỗi giáo này mà nó không sợ tên bắn chết nhỉ. Rồi bây giờ xả đạn thôi. Lưu bị búp ở đây rồi. Chuẩn bị hảo lắm. Chuẩn bị 孤所见之天下，恐非尔等可知。
射手准备。哈，敌军士兵正在溃逃。是有趣，有趣！加快速度！装填弩箭，做好准备。我扛弹，等活呢。时机已至，准备好了，喊翻他们！加快步伐，快速前进！跑起来！鼓起勇气！赶快！赶快！在！做好准备！顽强不屈！赶快！速速前进！停住！万箭齐发，准备好了，俯首就绪，万箭齐发，射手就绪，抓紧注意。chết đi好准备，跑步。
注意，快点，跑起来！继续射击了，顶住！为了大业，快速前进！加快步伐，准备开战！坚如磐石，逐灭敌军，准备开战！杀！剑士准备，横置敌军，做好准备。Này còn sơi bật nữa, ngựa cho đi vào từ cổng này.
Tốt. Chuẩn bị khai trận. Sa ya. Chuẩn bị chu xu. Yi quân tứ tán ở tháo. Đạo đi là vũ đản sủ bị. Chú ý. Sa quang đi quân. Gần khoai gần khoai. Hoàn chẳng bộ chu. Zai. Chuẩn bị chu xu. Cổng thành này là có chỗ ấy. Hôm nay ly nhỉ. Chú ý. Ok. Một xích bích. Đây là một xích bích. Các bạn lính của bọn nó cũng đông. Sheng bại vô thường, sinh tử nan chi. Jin guo luan sui xiong, si fang dao. Của anh nhìn như phim TVB. Đúng rồi, nhưng mà phim Tam Quốc đấy không phải của TVB. TVB là chỗ làm phim Tam Quốc, phim đấy là của Trung. Chiến đấu ba tay dương tiền luôn. Không nói nhiều. Không nói nhiều với các đệ luôn.
找寻机遇，待机而动。Chính thức giải hết nợ, không còn nợ nần bố con thằng nào nữa. Thái thú ở Ba Tây là một thành công nông nghiệp. Cho Quan Châu, thái thú có tạm ở đây. Tạm thái thú đấy. Xong rồi chiếm được cái từ đồng này nữa thì là đầy tiền. Lạc Thành này, Lạc Thành là nơi bảng thống chết đấy. Bảng thống chết ở Lạc Thành. Phượng Lạc. Đánh chiếm hơi nhiều. Ân sủng hoàng đế này hơi tụt. Rồi qua lượt. Xa như này thì thằng Tào Tháo nó cũng chẳng hơi đâu, nó đánh trong mình đâu. Lưu Trương tôi vẫn chưa thấy quân ở đâu cả. Mã Siêu không, tí check xem Mã Siêu có đánh nhau gì ở đây không, sợ nó lại sang cắn trộm mình. Gò Lạc Phượng thì đấy chính là chỗ Lạc Thành ấy này. Không nhầm thì là chỗ Lạc Thành đấy. Hàn Sùng. Trương Mãnh bị diệt. Giao thương nữa cái Chu Du. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Cho một lương thực. Ok. Như bạn mong muốn. Đánh nhau nhiều cứ phải lấy ân sủng liên tục. Không thấy quân của Lưu Trương đâu. À đấy, đã quên check Mã Siêu rồi. Mã Siêu đi vào đây mẹ. Ăn trộm mẹ mấy thành của mình à. Xem Mã Siêu này. Mã Siêu đánh Mạnh Hoạch. Ok. Mạnh Hoạch thì được. Mạnh Hoạch thì Mã Siêu không ăn được đâu. Đi xuống vùng đất Nam Man đấy. Lành như dữ nhiều. Sự trận suy sinh, vẫn không thể giao. Yu Cheng Da Ye, đi xin có lý tổ chức địa.
đánh xuống thủ quận. Đấy, một con chó này nó phá của mình. Không sao cả. Anh này không thiếu tiền. Đang có tốc độ hồi quân nhanh. 3 lượt. Này chắc cho quan Ngân Bình. Quan Ngân Bình nó có tăng tỷ lệ di chuyển trên bản đồ. Để cho thằng Lưu Bị nó đi chậm. Đáng lẽ phải chỉnh từ sớm. Ôi giời, mẹ chưa đến đất Nam Man thì ông đã hết mẹ tiếp tế, đang cúp đuôi chạy về. À, anh Lưu Trường pháp chính kinh đấy. Cũng ra gì đấy. Ở đây chưa có công trình tăng trị an. Thường thì mình sẽ lấy doanh trại quân đội, nhưng mà ở đây thì chắc cũng không cần doanh trại quân đội đâu. Sẽ lấy thuộc hàn thuế vụ, nhưng thuộc hàn thuế vụ này thì lại cộng ấy. Nên lấy kho thóc. Không phải là miếu khổng tử. Miếu khổng tử. Lặng tĩnh trầm trồ. Và đây Lưu Trương, ui giời, Lưu Trương chưa thế thủ à? Vũ phi vũ đạo dung chủ. Cút. Thằng danh con tôn quyền này. Dám đề nghị mình làm chư hầu. Sao lại bị âm tiền? À, chắc là hết một cái hiệp định cấp tiền nào đấy. Cũng đúng rồi. Qua bao nhiêu lâu rồi còn gì? Rồi. Lạc Thành. Trận đại chiến nữa.
6000 quân cơ.呜呼，同为汉室宗亲，今日却要同室操戈，兄弟戏强，何其可哈。Lưu Bị mà đánh người trong tộc thì sẽ có cái đội thoại này. Gà nhà đánh nhau. Dùng ý chinh dù với đi, bây ý dạy số bù xứ. Người nhà đánh nhau sẽ có đoạn hội thoại khá thú vị nhỉ. Rồi bây giờ thành bại là đám kỵ này. Đám kỵ này nấp được không? Đám kỵ này không nấp được. Thành bại ở đạo kỵ này. Vừa chỉ là một cuộc chiến đấu. Đúng rồi. 虚张声势，徒有其表。帮手，吾有一请，闭嘴。时机已至。
士兵正在溃逃。顽强不屈，杀光敌军，冲啊！赶快就位，鼓起勇气，骑兵听命，片甲不留，速速前进，动作快点，骑兵在前，做好准备。Mẹ cái lão kỵ này. Chuẩn bị cứu viện. Chuẩn bị cứu viện. Hoàn thành mục tiêu. Sơ tiến. Chú ý. Vì là đại nghiệp. Không được lưu tình. Sát quang địch quân. Đứng trụ. Chạy thoát. Ha. Địch tướng đã bị quân của tôi giết.逃窜，一群懦夫！射击！准备开战，做好准备！毛兵听命，片甲不留！进军！诛灭敌军！进攻！不要留情！片甲不留！顽强不屈！我坚如磐石！准备好了，做好准备！杀呀！
四散而逃，到底是无胆鼠辈。Ác chiến đấy. Lý nhỉ. Bé nào nữa? Đúng một ngựa xương sống, không có ngựa thì bốn đạo ngựa này là giết được 2.000 quân của nó, quét được 2.000 lính của nó. Riêng bốn đạo ngựa đã quét được 2.000 lính này. Tụt quần luôn việc này. Bây giờ Lưu Trương đã sợ chưa? Chưa sợ à? Xin rú chỉ suối, khí chư thần minh. Sắp vào thành đô rồi. Sai lầm thì lúc cắt đạo ngựa ra đấy thì bắn đá. Mấy bắn đá giết được mấy mình đâu. Tôi không để ý vừa rồi đâu, nhưng mà vừa rồi mấy bắn đá bắn được mình, bên nó bắn được mình bao nhiêu thằng. Mấy bắn đá của nó có làm gì được mình mới đâu. Bắn tầng trượt à. Nên tôi không quan tâm ấy chứ. Để hút cung với cả hút ấy. Cái lượt đầu mình hút một phát gần như là mình đi hết cái đạo cung của nó rồi. Còn cái lượt bài bắn đá thì tôi không để ý, bởi vì tôi thấy nó bắn có bao nhiêu máu mà giết có bao nhiêu lính đâu. Thường là bắn toàn trượt thôi. Ít khi mình quan tâm đến bài bắn đá với nó lắm.
Đấy, tạm thời thế cục yên đâu à. Rồi, hồi tập chúng ta dừng đây. Hồi sau chúng ta tiếp tục kiếm thục xong rồi bắt đầu tỏa lên. Chưa ai lên vua đúng không? Mới lên vương thôi. Rồi, hẹn anh em buổi sau. Xin chào và gặp lại. Bye bye.